Gì vậy trời? Sao con nằm đây? Hả? Rồi nó ngủ rồi cô chú ơi. Chị Trang nó ngủ rồi. Chị Trang nó ngủ rồi ba. Con Chi Chi nó ngủ rồi cô chú ơi. Kẹo. Ừ, gì kẹo hoài, ăn là cái kẹo cuộc đời, cái kẹo biết rồi. Kẹo con mua Phật cho mẹ coi coi. Mua Phật coi. Rồi, ngồi dậy đứng lên nằm xuống mô Phật cho mẹ coi, lại lên. Rồi xem Nam Mô A Di Đà Phật, lại lên đứng lên. Này mẹ cầm em cho. Rồi con lại con ba bà luôn rồi, đi lại Nam Mô A Di Đà Phật đi. Mô Di Đà Phật. Thấy chưa cô chú, trước khi người ta làm là người ta lại lên tự gửi em cho mẹ rồi gửi ba bà ra rồi người ta mới mô Phật đúng không? Hay thiệt ta. Sao nó không ngậm mô Phật, sao nó không ngậm nắm vú mà nó mô Phật mà nó gỡ nắm vú ra ta? Cái này đặc biệt nha. Wow. Cũng biết, hiểu biết đó chứ. Cái này là lạ lắm luôn á. Theo con người ta kêu mô Phật thì thôi gục cái đầu xuống thôi. Rồi vẫn ngậm nắm vú, vẫn ôm em. Mà cái này là đợi đưa gửi cho mẹ, gửi cho mẹ em rồi còn gỡ cái ba bà ra rồi mới lại mô Phật. Cái này là có lý nè, giỏi. Như vậy là quá giỏi luôn nè. Hả? Đeo vòng vô cho mẹ hả? Chơi giỏi quá cô chú ơi. Cô chú thấy chơi giỏi không? Cô chú cho chơi một cái like đi cô chú. Thôi, đừng. Tự nhiên đéo vòng đó làm chi vậy? Mẹ đang nói chuyện với cô chú mà. Chơi là quá ngoan luôn rồi. Rồi mô Phật lại mẹ coi coi. Mô Phật lại mẹ coi coi. Nam Mô A Di Đà Phật. Lẹ lên. Con nói mẹ. Mẹ ơi. Không quanh chu trì, không quanh chu trì. Ôi trời. Trời ơi. Con xuống đây. Có được rồi đó không? Có được rồi. Nó thấy lấp kỳ nó mừng còn hơn là nó thấy vàng thấy bạc gì nữa. Đó, coi kìa. Trời ơi, chay ơi. Tao nói cô chú la mẹ bây giờ, chay ơi, có cản lời nổi nó không? Có cản nổi không? À, trời ơi, nó còn thêm tặng thêm nụ hôn nữa. Chay ơi, con không được làm như vậy. Trời ơi, mặc bộ đồ bơ kimono cái dễ ghét không cô chú? Trời ơi, nó hung lắc kỳ một cách thấm thiết và sâu đậm, giờ cản lại sao lại nên sao nổi ra đây. Té. Con làm cái nghề gì vậy? Thấy chưa? Cái gì đó, không lắc kỳ nữa đó. Thôi mà lắc kỳ đi ra chỗ khác đi lắc kỳ. Lắc kỳ move. Giỏi quá. Rồi giờ chay ngồi xuống đây với mẹ, lại lên. Lắc kỳ tự nhiên em nó tới giờ ăn nó làm. Tự nhiên đi vô một chi. Ờ, giờ mặc bộ đồ này còn vừa luôn nè ngoại, thấy không mày? Đồ này chắc tới 3 tuổi cũng mặc còn vừa luôn. Té con ơi. Bây giờ ngồi lên, đó, y như là đó, cởi ngựa xem bôi vậy đó. Đó, đẹp không? Gì ra đi chờ mama. Ngồi ghế đi. Trời đất ơi, bây giờ nó leo lên cái bàn nữa hay gì đó. Đó, nó kỳ cắn ngon á nha chay. Không để con người ta yên. Thôi. Chơi vậy đó, ừ đó, chơi vậy đó. Đó, đó, thấy chưa. Ồ, sao bé không lắc? Ồ, sao bé không lắc? Tại vì bé đang lắc. Lắc kỳ. Thôi rồi, chạy. He gonna bite you. Look how upset he is. Đi ra. Đứng lên. Té nghe, té nhõng đầu nghe. Nó lì lắm cô chú. Đó, thấy chưa. Nó xạo đó, nó xạo đi cho nó kỳ đừng ngáy nó. Be nice. Đó, nhẹ thôi. Con chay này thiệt cái chứ. Lucky nhảy rồi, ai mượn con? Cô chú thấy cột cái đầu tóc mà vừa tóc lên mà vừa tóc rã xuống nhìn nó nữ tính dễ sợ cô chú. Giờ này nhảy lambada với Lucky đó. Có được không?
Đây con mát Lucky coi con mèo nào vào con mát Lucky coi. Mát Lucky coi mèo vào chỗ nào nè. Đâu có ngồi lên dậy được, không có được. Trời ơi nghĩ sao mà nó chen vô trong đó được hay ta? Không hiểu nổi. Rồi để cho Lucky ăn đây con. Để cho Lucky ăn. Move. Go away. You go away, chị đi. You go away. Con đi ra chỗ khác thì có chứ, ở con kêu Lucky ra chỗ khác. Con nói nó cái xà nẹo y như làm y như bạn thân, bạn đồ thiếu sống cũng thiếu nổi hay sao? Ok, ở bao. Thôi, con bóp đầu. Chạy đi. Thế nó không cắn cũng uổng lắm. Chạy. I'm not even joking anymore, okay? Stay away. Be nice. Trời ơi. Rồi đi. Nắng lạnh bỏ đi đi. Baby shark do mommy. À trời đất ơi, cởi áo ra chi vậy? Gì vậy? Daddy đâu? Daddy hả? Daddy đang học bài, con để cho Daddy học bài nha. Đi qua đây chơi mẹ, đi qua đây chơi mẹ. Bây giờ con đi vệ sinh, con đi làm sao rồi con chỉ cho cô chú coi coi. Con chỉ cho cô chú coi con đi vệ sinh làm sao. Hả? Vậy đó hả? Đó, giờ mỗi lần nó muốn cái gì là nó lại ngọc, nó nói mami. Xong nó nắm cái tay, lấy cái đường nó kiếm bằng tay nó nắm. Rồi xong nó dẫn đi tới chỗ đó. Wow. Đây, con ra đi. Đó, cái đó là của Lucky gì đó. Ý như bà già đắng. Nhìn cái sau lưng nó kìa. Không nhận bộ đồ dễ thương ghê á, mặc vừa trông nhìn dễ thương ghê. Cô gái Nhật của cô chú là cô chú. Chị đi lật. cười cho cô chú chụp hình cô gái Nhật cái nữa. Không để con người ta yên. Vô lý, đồ ăn của người ta đang ăn. Nó dâng tới họng luôn. Dâng tới họng luôn rồi cô chú. Đó, cô gái Nhật dâng tới họng đồ ăn cho khách hàng luôn nè. Đó. Cô gái này chụp hình cái gì đó. Rất là nhiệt tình. Thank you. Coi nó kìa, coi được không? Con chú là ông bà là thấy không chịu nổi với chơi này nữa. Hôm qua đi chơi gặp mấy bà nói trời đất ơi, trong video nó quậy dữ lắm, nó lành dữ lắm. Ngày nào cũng coi ông bà. Giờ làm gì nữa chơi? Trời, tự nhiên ai mượn đường không đi, tự nhiên trôi trốn vô trong đó. Cái lỗi của ai? Cái lỗi của con. Con phải tự nhận. Ừ, mẹ thấy nó kỳ rồi. No. Oh wow. Phá con ta nữa. Bây giờ không, con chú con ngoài trời hôm nay là con chú mưa cả ngày luôn. Đó bậy. Mấy cái cọng dây này được đứng quýnh con ta. Mày để mày quýnh con thử coi con đau không nha. Rồi hãy mở cửa cho Lucky đi. Ok Lucky. Go out. Stay away from Jay đi. Ok bye bye Lucky đi. Thôi nha, cao lắm nha, không có quanh chu chi nha. Cao lắm đó. Thôi đi xuống đi. Ừ. Giỡn mặt không à. Rồi đi lại đây ngồi coi nè, lại đây. Bye bye Lucky đi. Nè, lại đây, ngồi xuống. Rồi hết Lucky là khỏe rồi đó. Khỏe chưa? Oh, chị đi. Wow. Lên nó ngồi đi con. Cái đàn đâu?
Wow, cái này gì mà trong đây toàn là đàn không vậy ta? Ồ, dẫn lên có tiếng luôn. À, cậu chuột, cậu tuột. Lên đi, lên đi, lên đi. Rồi, tuột xuống. Cùng riêng này khó tuột dữ rồi. Trời ơi, thôi, xong rồi. Yeah. Vui quá.